Bác sĩ Dương có phải không? Ông có thể giải thích đơn giản cho chúng tôi biết thế nào là sự ăn năn của người sống sót hay không? Survivor. Ồ, được, không thành vấn đề. Có phải đa số đều cảm thấy tự trách mình có lỗi với người mất không? Giỏi lắm, tôi cũng biết vậy. Người sống sót tự hỏi bản thân, tại sao người chết không phải là tôi, đúng không bác sĩ Dương? Họ sẽ hỏi bản thân rất nhiều, ví dụ như lúc đó tôi đang ở đâu hay là lúc đó tôi đang làm gì. Vậy thì người chết sẽ không phải là ai đó. Ê, cô giỏi rồi. Dù sao tôi cũng là một nhân viên cảnh sát chuyên nghiệp mà. Hai vị đã hiểu biết gần như đầy đủ về đặc điểm của người sống sót rồi. Xin lỗi bác sĩ Dương nha, tại cổ coi những chuyện lặt vặt gì đó trên mạng mà thôi. Ông mới là người chuyên nghiệp, hay là ông nói cho chúng tôi biết cảm giác tội lỗi này thường thì kéo dài bao lâu hả? Với lại có cách nào có thể khắc phục được hay không hả? Vậy thì tùy thuộc vào mỗi người. Nè, tôi cũng đã từng mở rất nhiều lớp chuyên hỗ trợ người sống sót đó. Ừ, cũng có nhiều trường hợp thành công lắm. À, rồi, lấy tờ giới thiệu giáo trình vô đây giùm tôi. Cảm ơn. Nè, hai người từ từ coi đi. Giáo trình này của tôi là hình thức hỗ trợ, chủ yếu là để mọi người cùng chia sẻ trải nghiệm sống sót và cảm xúc. Đương nhiên là tôi cũng sẽ cung cấp hướng dẫn tâm lý thích hợp. Chà, ông không nói tôi còn tưởng đâu họ trúng độc đắc chứ. Nè, đó là cách thức đối mặt tích cực với trải nghiệm sống sót đó. Chúng tôi có nhiều học viên, sau khi tham gia khóa học, họ đều học được cách dùng thái độ trực diện và tích cực để đối mặt quá khứ, thoát khỏi ám ảnh và mở ra cuộc đời mới. Họ có thể nói là người chiến thắng trong số những người sống sót. Tôi hiểu, có chiến thắng thì có thất bại, đúng không? Đích thực có một số người sống sót nghiêm trọng, bấy lâu không tài nào thoát ra được. Nghiêm trọng tới cỡ nào? Lúc nào họ cũng rất ân hận, sống trong sự tự trách, cảm thấy bản thân không có tư cách vui vẻ, không có tư cách sở hữu cuộc sống may mắn. Vậy có khi nào muốn tự tử không? Cho dù không có tự tử, cũng có khuynh hướng tự hủy hoại độ nhẹ. Ví dụ như là cố tình tham gia vào hoạt động rủi ro cao, nghiêm trọng hơn là sẽ có hành vi bạo lực rõ ràng, thậm chí là tự hủy hoại, sử dụng ma túy, vân vân. Treo máy, đại ca của cậu đâu? Cậu ta ra ngoài rồi sao? Đi tìm Cao Đại Quy rồi. Lại là Cao Đại Quy? Hắn đánh tôi nữa nè. Tên Cao Đại Quy này, lần trước đánh mắt trái của tôi, lần này đánh mắt phải của tôi, lần nào cũng đánh vô mắt. Anh đi, bây giờ tìm hắn trả thù rồi. Lần này hắn chết chắc rồi. Anh đi mà giận lên, chị cũng biết là không phải đùa giỡn rồi. Anh muốn giết người, tôi cũng không thể ngăn cản được. Lần này cậu nói thật sao? Chị tưởng tôi nói giỡn sao? Cậu ta đi đâu? Nhảy đi. Đừng giận. Nhảy đi. Tấm không chịu trả tiền, có phải muốn chết không? Mấy trăm đô thôi mà đại ca, đâu cần lấy mạng vậy. Vậy anh đánh em của tôi bị thương tính sao đi? Vậy chứ, tiền thì không có, mạng có một thôi. Anh muốn thì đẩy xuống đi. Có phải bây giờ muốn giỡn mặt không? Cô tôi giỡn. Anh làm thiệt sao? Nè, kéo tôi lên đi mà. Lúc nãy nó hay lắm mà. Cô tôi giỡn. Đền cho nó 2,000 tiền thuốc men, nếu không tôi sẽ đẩy xuống dưới. Đền, em đền. Bao nhiêu cũng đền mà, kéo em lên đi. Đừng buông ra nha. Đừng mà. Cứu tôi với. Đừng buông ra, cứu tôi với. Em trai. Đừng anh muốn bao nhiêu, thiếu gì tôi đưa anh hết nè. Lấy hết đi. Chỉ có mấy trăm đô. Đừng mà. Chị tới làm gì? Có phải em bị điên rồi hay không? Em biết lúc nãy nguy hiểm lắm hay không hả? Nguy hiểm cỡ nào chứ, cái anten của gãy đâu? Là sinh mạng đó. Lỡ như em rơi xuống dưới, rồi lỡ như cái anten bị gãy, lỡ như bị chị phiền chết được không? Sếp Mong, sếp có biết... Có biết chuyện của Lưu Đạt qua hay không chứ gì? Sao sếp biết vậy? Hôm nay sau khi gặp được chuyên gia, biến mất suốt cả ngày. Lúc cậu ta ở Phi Hổ, có phải cậu ta không sợ chết? Có phải lần nào cũng liều mạng bất chấp mạng sống không? Đương nhiên, đã là Phi Hổ đương nhiên không sợ chết. Sợ chết là Phi Hổ làm gì? Nhưng vấn đề của cậu ta không phải là không sợ chết, cậu ta không chịu nghe lệnh chỉ huy thôi.
Đi đi đi. Cố con tin, cẩn thận. Tôi kêu cẩn thận mà. Nếu đẹp quá, cứu con tin. Yes sir. Cầm xuống, có lựu đạn. Tại sao không nghe mệnh lệnh tự ý hành động vậy? Tình hình lúc nãy căng thẳng vô cùng. Tôi chỉ dựa vào tình hình thực tế đưa ra phán đoán. Vậy thì sai lầm cá nhân của anh, không chỉ hại bản thân của anh, còn hại luôn mọi người. Cùng lắm thì chết, có gì ghê gớm chứ. Gia đình của anh không còn ai hết, cô chết cũng không ai biết. Dừng lại. Liên quan gì anh hả? Anh sợ chết thì đừng làm cảnh sát. Hành vi của cậu ta thực tế là tự tìm cái chết. Tức là hại bản thân đã đành, còn liên lụy tới cả tổ nữa. Tức là giống như người sống sót có khuynh hướng tự hủy hoại vậy. Lúc nãy khi cậu ta đánh nhau với người ta, xém chút nữa cả bản thân cũng rơi xuống. Thấy chưa, sau bao nhiêu năm vẫn còn là một kẻ thất bại. Xin lỗi, không phải, tôi xin nói lại, cậu ta vẫn là một kẻ thất bại còn sống sót. Tôi thật sự hối hận cách chức cậu ta mụ quá đó. Sao anh máu lạnh vậy? Dù sao cậu ta cũng từng là thuộc cấp của anh. Anh cũng không có chút lòng thương người sao? Không có. Cô có lòng thương người như vậy, cô kêu lòng thương người của cô tìm thêm manh mối về đây đi, có không? Không chứ gì, cô làm cô lấy lưu đạt qua này, có hiểu không? Quay lại tới tổ của chúng ta đi. Cái mà chúng ta quan tâm không phải là kẻ thất bại còn sống sót, mà là những người chiến thắng có thể trở thành mục tiêu, có hiểu không? Yes sir. Oh no. Nói một cách đơn giản, sở dĩ hung thủ giết chết người chiến thắng trong nhóm sống sót bởi vì họ căm tức và ganh tị. Đâu có ai căm tức chạy đi giết người chứ. Sếp Mông, tôi nghe lại lời nói của chuyên gia Dương đó rất nhiều lần, nhưng mà hình như trong đó không có nói người thất bại trong nhóm sống sót sẽ là người chiến thắng. Chính xác. Thì chính vì có người lo chuyện riêng tư, còn đang xen cảm tính, hỏi sai hết điểm chính. Nè, cũng tại cô. Bây giờ tôi gọi bác sĩ Dương, được chứ? Alo. Xin chào bác sĩ Dương, tôi là Mông Hán Sâm. Lần trước tôi gặp ông tư vấn về tâm lý của người sống sót đi. Tôi biết, chào anh. Tôi muốn hỏi thăm, người sống sót không thể thoát khỏi ám ảnh, có khi nào do họ căm tức, có khi nào do tâm lý ganh tị nên thù hận những người sống sót thoát khỏi ám ảnh hay không? Rõ ràng là căm tức, nói ganh tị gì chứ. Chắc cảm thấy bản thân là trẻ con. Lớn tiếng hơn đi. Nè, trong quá trình tư vấn bao lần qua của tôi, thỉnh thoảng cũng có một số học viên do bản thân không thể gạt bỏ quá khứ, căm tức với người sống sót khác có thể thoát khỏi ám ảnh. Thấy không, làm căm tức, đúng không? Nè, nếu họ nhìn thấy những người sống sót khác sau khi người thân qua đời có thể tiếp tục vui vẻ sinh sống, còn cho những người cùng cảnh ngộ khác yêu đời giống như bản thân vậy, họ cảm thấy những người này không có lương tâm, họ cảm thấy có lỗi với thần hữu, thậm chí họ không nên tồn tại ở trên cõi đời này. Vậy những người sống sót thất bại đó sẽ làm gì những người chiến thắng hả? Tình trạng của mỗi học viên là khác nhau đó, cô có thể đánh đồng tất cả được. À, tôi còn nhớ có một lần có một học viên xảy ra ấu đả với người khác ở trước cửa trung tâm. Người này là học viên gương mẫu, còn thường xuyên chia sẻ với người khác về trải nghiệm thoát khỏi ám ảnh của bản thân. Chính vì như vậy nên bị người ta tấn công. Để tôi thử tìm lại đoạn camera hôm đó rồi tôi gửi qua cho anh. Cũng được, cảm ơn nhiều. Đó là Hoàng Kỷ An mà. Thì ra người bị hại là học trò của bác sĩ Dương. Vậy thì bác sĩ Dương cũng bị nghi ngờ. Đâu có ai đi giết chết người quyết định chán cơm của mình đâu chứ. Có tiền không muốn kiếm hả? Cách suy nghĩ của sát thủ biến thái cũng rất khó suy đoán theo hướng bình thường. Em trai của cô, Lưu Đạt Hoa, cũng bị nghi ngờ đó. Lúc ở Phi Hổ, cậu ta đã rõ ràng có tâm lý sang chấn của một người sống sót rồi còn gì nữa. Cùng lắm cậu ta chỉ có khuynh hướng tự hủy hoại thôi, không có nghĩa là cậu ta làm hại những người sống sót khác.
Nè, kẻ đánh người hình như cũng đẹp trai lắm nha. Nhưng không lớn. Ồ, ai đây?